Chào tất cả các bạn, Hữu đang thực hiện những cái dự án mới, trong đó có một dự án đó là về MV của Hữu, người ta nói đúng mà các bạn gần đây ai cũng đang trông chờ và nói Hữu nhanh chóng thực hiện. Và Hữu sáng giờ lo cho dự án này quên cả ăn và cũng chưa có ăn, chưa uống, chưa nghỉ ngơi gì hết á. Hữu mong là tất cả mọi người sẽ đón chờ cái dự án này của Hữu. Và sắp tới ngày cá tháng 4 rồi, Hữu xin chúc cho mọi người câu cá vui vẻ nha. Ok, bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi rất nhiều.